gọi xong. Dạ cái này mình có ăn là mình có xử lý không hay mình ăn nguyên trái luôn vậy? Trời ơi ống đúng, nó dễ ăn lắm. Mình bức mình thảy xuống ao là nó bu lại nó ăn nè. Được được, cần lấy thêm chứ. Bây giờ anh chặt luôn mấy cái này là đưa lên YouTube hết. Chung kết luôn rồi. Cảm ơn các bạn.